Đây em đã bỏ lên và nướng cái bên đây thì nó đã sắp chín rồi nè. Hi. Thì mới em xin mến chào hết tất cả mọi người nha. Hiện tại thì phía sau lưng em là một hòn đảo nằm ở cuối cực đông luôn nha mọi người. Hôm nay em đến đây để làm một cái thử thách sống trên cái hòn đảo này một mình trong 30 giờ nha, để xây dựng nơi trú ẩn và tìm nguồn thức ăn nha mọi người. Tuy là cái hòn đảo này nó nằm rất là gần đất liền, nhưng em được biết là rất là ít ngư dân lui tới hòn đảo này. Thì trước khi đến đây thì cũng có một số ngư dân cho em biết là trên hòn đảo này trước kia có xảy ra rất là nhiều vụ thương tâm, nên phần lớn từ đó đến giờ rất ít người lui tới để mà tham quan cái hòn đảo này. Vì vậy hôm nay em quyết định sẽ đến cái hòn đảo này để mà khám phá xem thử có điều gì thú vị ở đây không nha. Hôm nay thì em có mang theo một cái ba lô đồ bận với lại một ít nước uống và thanh đánh lửa với lại dụng cụ hỗ trợ thiết bị máy quay và một con dao với lại làm một cái chĩa nhỏ nhỏ nữa nha mọi người, để hỗ trợ trong cái chuyến đi của em hôm nay. Rồi bây giờ em sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa, em xin mời cả nhà mình cùng theo chân em để mà khám phá cái hòn đảo này, rồi sẵn đó mình tìm nơi trú ẩn luôn nha mọi người. Trên cái hòn đảo này á, dường như là trên núi rất là khô cằn, vẫn có những ngư dân đang đậu thuyền để mà đánh bắt hải sản ở gần khu núi này, nhưng dường như họ không có đặt chân lên trên khu núi này thì phải. Ở đây với một độ cao rất là khủng khiếp nha mọi người. Con đảo này em thấy phong cảnh ở đây cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà quá là đáng tiếc vì không có ai sinh sống ở đây. Wow. Ở đây có một cái độ cao cực khủng quá mọi người. Đây, sau khi quan sát một vòng ở hòn đảo thì em quyết định sẽ dựng một cái lều ở tại ngay cái phiến đá này. Đây thì em có đi nhặt được hết tất cả là bao nhiêu đây, được một tấm bạc với một tấm manh rất là bự.
Bây giờ em sẽ tiến hành dựng lều. Cuối cùng thì căn lều của em đã hoàn thiện rồi nha mọi người. Quá rộng luôn. Nhặt được một tấm manh này rất là lớn. Vừa đủ che căn lều luôn. Còn ở bên hông thì em để cho nó thoáng nó mát nha. Đây. Rồi mình nằm thử nha. Quá là ổn định luôn. Bây giờ thì em sẽ ra ngoài kia để mà săn bắt kiếm cái gì đó vô ăn tạm trước nha. Chắc là trưa nay em không có đi lặn. Cất xong cái liều đuối quá. Sẽ ra coi thử có ốc hay cua sò gì không. Bắt vô mình ăn tạm cho buổi trưa nay. Đây thì thấy có một cái thùng xốp này, thử con quyên này. À. Mình lấy có đi bắt hải sản nha mọi người. Mới vừa ra thì em có phát hiện ở dưới này có một con ốc vú nàng. Giờ em sẽ Oh.
ở trong này em thấy cũng có mấy con nè. Đó. Ồ, ở đây cũng có một con nữa nè mọi người. Trên cái phiến đá này em thấy rất là nhiều. Ồ, có nhà bà con quý vị. Ở đây vú nàng đa số rất là nhiều luôn. Đây. Đây nữa. Quá đã rồi. Ở ngoài này sóng lớn quá, em không có mang theo ốp chống nước cho nên chắc là em bắt em không có quay lại được nha mọi người. Ở trên cái phiến đá này thì em có bắt được 6 con. Đây. À. Nãy giờ thì bắt được hết tất cả là chục con hơn hả mọi người. Chắc cũng gần đủ ăn rồi á. Wow, ở đây có gặp được ba con bự bự không à. Đây. Nó nằm nó đu trong này nè. Đó. Lộm nó nữa là đủ ăn luôn rồi. Ở này không có ốc hay là cua rồi gì hết mọi người. Không biết con đêm lại nó có không. Để tối em sẽ đi săn bắt đêm xem thử cái hòn đảo này nó có cái gì lạ lạ hay không. Wow, nước lớn quá. Đây. Em bắt tất cả được 2 4 6 8 10 24 15 con. Thì bây giờ em sẽ đi kiếm củi rồi về nhóm lên một bếp lửa nha. Sau đó nướng ăn tạm đi. Quá là trưa luôn rồi. Cất xong lều đi bắt đồ ăn nữa. Đây, em đã bỏ lên và nướng cái bên đây thì nó đã sắp chín rồi nè. Nhìn đã quá. Nóng nóng nóng. Rồi. Xong hết đó. Bây giờ em xin được mời hết tất cả mọi người cùng ăn bữa trưa với em nha. Chỉ có ốc vú nàng thôi. Ăn tạm nha mọi người. Nóng.
ốc này thì mình sẽ bỏ cái ruột của nó nha. Ruột của nó toàn là nó ăn đồ ăn trống không á, rong rêu. Mời mọi người nha. Dài dài, anh giòn giòn ngọt ngọt, quá đã. Mời cả nhà. Mấy con lớn lớn ăn dài. Rất là đói bụng luôn. Mấy giờ mới một giờ mấy rồi, 1:42 đi bắt không mà cả tiếng mấy. Ăn xong em sẽ nghỉ ngơi một tí rồi chờ cho nó quán quán sẩm, em sẽ bắt đầu ra mấy cái gập đá đó em lặn nha, lặn xem thử ở cái hòn đảo này nó có những loại hải sản gì khác khác không, do hòn đảo này ít người lui tới á. Trưa ở đây nó mát quá mọi người. Rồi thì mặt trời nó cũng muốn ngã bóng rồi, em phải chuẩn bị em làm cái thùng xốp lại để xíu nữa mặt trời xuống núi thì mình sẽ đi lặn nha. Cái cột dây vào trời thì đã bắt đầu quán sẩm rồi nha mọi người. Bây giờ em nhóm lại cái đống lửa cho nó có than cái, rồi em sẽ bắt đầu đi lặn đêm nha. Chưa ăn mấy ốc vú nàng thì bây giờ cũng cảm thấy rất là đói rồi, chỉ mong chờ cho nó đến tối thôi.
quốc. Lạnh quá mọi người. Thôi bắt được 4 con này vô ăn tạm nha, chắc đủ ăn rồi đó. Một con cá trình với lại một con cá kình và một con bạch tuộc nữa nè, với một con hào hương. Lửa thì đã ra than rồi. Bây giờ em sẽ xuyên mấy con cá. Cái kình rất là mập, nhìn đã quá. Ui, ngon. Sảy hết một con cá kình, chứ không là được 2 con à. Xuyên được một xuyên bạch tuộc và một xuyên cá nha. Nướng thôi. Wow. Cuối cùng thì cũng đã sắp chín hết nha mọi người. Hải sản tươi thì em chỉ thích nướng mọi như thế này thôi, chứ không có ướp cái gì hết nha. Đây, đây, tất cả hải sản đã được nướng chín hết rồi. Bây giờ em sẽ bỏ nó ra và ăn thôi nha. Trễ lắm rồi. Wow, nóng á. Bạch tuộc nha mọi người. Mời cả nhà mình nha.
Nó dài ghê luôn á. Rất là ngon. Ở cái đảo này ban đêm thì rất là nhiều cá, nhưng mà khó xuyên quá, mình phải chạy thôi. Bây giờ sẽ đến phần hai con cá. Ồ, cá trình. Một con cá trình, một con cá kình. Đây, thịt của nó này đã ghê luôn, chấm muối. Mời mời cả nhà cùng ăn miếng cá kình nướng nha. Ngọt mà thơm ghê ạ. Cá trình rạng. Ồ, dai. Ồ, cá trình này nó không có xương, chỉ có cái xương giữa thôi. Béo rồi ạ. Hồi hương. Mời cả nhà nha. Ăn uống thì cũng để xong hết rồi. Bây giờ chắc là em phải đi nghỉ sớm nha mọi người. Ngày nay đi tham quan cái hòn đảo này cũng quá là đuối rồi. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon nha. Buổi sáng đó, tất cả mọi người nha.
ngủ một đêm trên cái đảo này rất là bình yên nha mọi người. Ở đây thì hơi lạnh nhưng mà không có muỗi. Không biết là cái hòn đảo này không có muỗi hay là cho tối em đốt cái đống lửa trước trại nó ùn khói vô á. Ngủ rất là ngon. Bây giờ thì chỉ việc chờ một lát nữa cho mặt trời lên thì em sẽ đi săn bắt, đi lặn ngày để xem thử lặn ngày ở đây có hải sản gì ăn không nha. Trời thì cũng nắng lắm rồi mọi người. Bây giờ chắc là mình sẽ đi lặn nha. Tối thì đi lặn cũng được ít đồ. Mà không biết ban ngày thì lặn có đồ gì hay không. Để em sẽ khám phá thử nha mọi người. Lại dùng cái đồng xốp này nha. Lặn che ngày thì không có được cái gì hết mọi người. Ở đây cũng không có hào gì luôn. Được có một con hào đó. Với lại một con ốc vú nàng siêu to. Còn thì nói chung ở đây thì bắt có cái gì thì mình sẽ ăn tạm cái đó nha. Ban ngày mà cũng xuyên được một con cá mú nè. Nãy có một con cá cần rất là lớn. Nhưng mà em xuyên nó bị trượt cái chỉ, nó đâm mé mé ở ngoài nên nó giật nó chạy. Tiếc ghê. Cháy hết rồi mọi người. Lửa cao quá. Nóng nóng nóng. Wow, đã. Mời tất cả mọi người cùng ăn với em con ốc vú nàng siêu to này nha.
Ốc bự nó dài ghê ạ. Ở đây hàu nó hiếm quá mọi người. Dùng con hàu nha mọi người. Ngọt rồi ạ. Cá mú. Nãy mà xuyên lưỡng cá kình nó ngon luôn. Nóng quá. À, nóng 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 nóng. Đây, mời mọi người ăn miếng cá mú nướng nha, còn nóng lắm. Mời mọi người miếng cuối cùng nha. Rồi chắc là em phải xin phép kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì bây giờ đã quá trưa rồi. Chuyến thử thách 30 giờ của em ở trên cái hòn đảo này thì cũng đã kết thúc rồi nha mọi người. Em xin chân thành cảm ơn đến hết tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi hết video này nha. Thì em phải chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau nha. Bye bye mọi người nha.